Anh chị em bên chính nghĩa cho em xin trả lời cái bình luận này với chị gái. Bớt bớt tung hô đi. Em cũng xin trả lời cho chị rằng là ở đây không có tung hô ai hết. Ở đây nói đúng bằng sự thật mà nói đúng trong tâm của em là ông Dũng bà Hằng từng giúp đời, cứu sống mấy ngàn trẻ em. Nói chung thiện nguyện ngoài xã hội rất nhiều. Thì cái đó là không hẳn một mình em biết, mà hàng 70-80 triệu người dân đều biết chị nhé. Rồi em hỏi chị bên này, em tung hô lên, có một cái tiếng nói của em tung hô lên, 70-80 triệu người dân đó nếu mà không đúng sự thật thì người ta vô người ta cuốc vào mặt em rồi. Em nói thật nha. Chẳng qua là người dân thấy em nói quá đúng rồi vô ủng hộ em. Rồi bây giờ em nói cho chị về này, chị làm nên một chút xíu đi. Em cũng không phải là tung hô chị nữa, mà em đưa chị lên trên cái đầu của em đổi luôn đó. Em nói bằng thật sự nha. Chị ạ, giữa phụ nữ với nhau cần gì phải vô sân si một cái lời nói để làm cái gì chị? Em nói thật nha. Rồi em nói, rồi sau này á, con cháu của mình về sau chẳng may nó có bề gì, nó nhờ đến người ta thì làm sao chị? Đời mà chị, khó biết được trước và sau lắm. Chính vì đó thì em cũng khuyên chị rằng là chị cũng bớt sân si đi. Em nói thật chị, sân si mình cũng chả được cái gì hết đâu. Cảm thấy ai giúp đời tốt đẹp, mình nên ủng hộ cái việc đó nha chị nha. Thôi em cũng có đôi lời gửi cho chị. Em chào chị nhé.